vào mình ấy chứ. À, con lý sư à, đã nghe rồi còn to tiếng. Mà cậu biết đây là ai không? Đây là chị Dại Lý Dậu ấy. Để xem hot girl chị Dậu có gì nào. Dậy ấy, xem hot girl chị Dậu có gì nào. Cậu làm gì đây? Cậu nữa. Được rồi, các cậu nhận lỗi rồi thì tớ không trách các cậu đâu. Các cậu ơi, từ nay chúng mình là bạn tốt của nhau nhá. Hai ba, yeah! Các bạn ơi, các bạn nhớ nhá, chúng ta không nên phân biệt đối xử với các bạn có hoàn cảnh khó khăn vì như thế rất là xấu. Chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye. Nếu các bạn thấy hay, hãy ủng hộ cho mình một subscribe nhé. Chào và hẹn gặp lại.